Những làn điệu dân ca đặc trưng của nhiều vùng miền, nhiều dân tộc được chọn để giảng dạy tại trường trung học cơ sở xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Còn những nhạc cụ này do chính các cô giáo tự tìm hiểu và sưu tầm để học sinh được trải nghiệm đa dạng văn hóa các dân tộc thông qua âm nhạc. Khi mà em được học những bài hát về quê hương của mình, em cảm thấy rất tự hào về bản thân và mọi người, và em cảm thấy yêu gia đình và ông bà cha mẹ hơn ạ. Vẻ đẹp của những người làm nông, trang phục hay những điệu múa xòe của các cô gái dân tộc Thái, đó chính là những đặc trưng của tỉnh Điện Biên. Bởi vậy, cô giáo Lù Thị Yên đã soạn giáo án tiết học mỹ thuật này về văn hóa dân tộc Thái và nét đẹp lao động. Ví dụ như là ở Điện Biên này thì dân tộc Thái thì rất là nổi tiếng. Ví dụ như là vẻ đẹp người dân tộc Thái này, hoặc là có điệu múa xòe vân vân. Thế vậy thì với nội dung ngày hôm nay mình mặc bộ trang phục dân tộc Thái này và các bạn trong lớp cũng mặc trang phục dân tộc Thái, đó liên quan đến cái tiết học ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là vẻ đẹp về người lao động. Vậy thì từ bộ trang phục này có thể nói lên cái vẻ đẹp của người dân tộc Thái, và cái thứ hai nữa là cái vẻ đẹp trong lao động, đó là thể hiện được tất cả cái khả năng hoạt động lao động của các em. Các trường học tại Điện Biên đã chủ động linh hoạt sưu tầm thêm các tài liệu học tập về phong tục, tập quán, di sản văn hóa để đa dạng hóa nguồn học liệu về bản sắc văn hóa dân tộc. Em thấy là đây là một môn khá là hữu ích vì đã cho chúng em biết về lịch sử của địa lý, lịch sử văn hóa dân tộc và ở những cái nơi mà địa phương em sinh sống. Mỗi tuần các em sẽ có một buổi, đó là mặc trang phục dân tộc. Cái thứ hai nữa là tích hợp vào các tiết học để các em sẽ được tìm hiểu về những cái nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Ở trường đã có 5 dân tộc, đó là dân tộc Thái, dân tộc Lào, dân tộc Mông và dân tộc Khơ Mú. Cho nên là sẽ có các thầy cô giáo sẽ dựa vào các thành phần dân tộc ở nhà trường để tích hợp. Bên cạnh đấy thì đối với các hoạt động phong trào, hoạt động đội thì chúng tôi cũng đưa ra các cái hình thức như là trò chơi dân gian, các điệu múa dân tộc như múa xòe, và đặc biệt hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi cũng đã có cái màn dân vũ múa xòe. Tỉnh Điện Biên với cộng đồng 19 dân tộc cùng chung sống, việc khéo léo lồng ghép kiến thức trong chương trình giáo dục phổ thông mới với những câu chuyện của quê hương, nét đẹp văn hóa dân tộc đã giúp học sinh thế hệ tương lai vừa dễ dàng vận dụng kiến thức và thực tiễn, vừa bồi đắp niềm tự hào về dân tộc.